pha là điểm thấp xuống được, mình sáng hơn á, cây xu chín chắn hơn, cái cối của nó em thấy không, nó sáng hơn mà thằng kia nó hơi mờ mờ, phần này sáng hơn thấy rõ luôn, pha này có thể điểm thấp xuống chút xíu là ok, cái thứ này thằng kia cái này chỉnh được đúng không? Được, kéo kéo nó xuống và chỉnh được cái độ ấy của nó luôn, cái độ là xoay cái này sáng hơn nè, sáng sáng hơn không lấy cái này rõ ràng ha, rồi lấy này ha.